Nào, từ từ chị nói đã. Hôm nay mình sẽ có buổi ôn tập. Thì mình sẽ mỗi người đọc dịch một câu. Nếu đến câu nào là câu hỏi thì mình sau khi đọc dịch câu hỏi xong tự bản thân đưa ra đáp án luôn nhá. Được chưa? Thì mình ôn tập kỹ năng nói nhá. Rồi, mày nhà nào? Rồi, chúng ta chỉ có 100 đồng. Bạn gì nhỉ? Rồi, tiếp theo giúp nào? Cố gắng nhìn vào chữ tiếng Trung nhá.一边跳舞，一边听音乐。rồi
không khác gì lần một luôn đấy. Là gì ạ? Rồi, tiếp theo nào? Của trai tim trung cố kim nguyên. Là gì ạ? Tôi đang nghe nhạc Trung Quốc. Tôi đang nghe nhạc Trung Quốc là được. Rồi, tiếp theo nào? Tôi quan trọng trang tin quán cường. Rồi. Tôi thích nghe anh. Tôi thích nghe máy thân anh. Rồi, tôi thích hát. Nhạc thân anh. Nào, nhìn kỹ tô và nhớ rõ dịch nhớ. Còn từ dễ thôi mẹ. Tiếp theo nào? Chắc cơ cho tôi một nơi khi chỉ truy cô mong. Tuần sau chúng ta đi. Tuần sau không? Tuần sau không? Là gì đấy ạ? Cuối tuần sau ạ? Khác nha, khác nghĩa nhá. Rồi, cuối tuần sau chúng tôi cùng đi mua sắm. Chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Gì ạ? Cuối tuần sau chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Được chưa? Chúng ta, chúng tôi ở đây y chỉ truy câu vụ ạ. Các bà thì sao? Nhé nhá nha, được chưa? Rồi, xin mời nhà nào? Nhà xin chào, xin chung bố, nguyên truyền xuân. Hiện tại anh ấy là du học sinh Trung Quốc. Rồi. Nhà xin chào, chào ạ. Cô ấy quê ở xin chào, chào bên rồi. Ta chăm phu sư y sơ. Ta đã trang trọng phu sư y sơ là gì? Bố của em biết. Trang phu là gì? Trang phu. Chồng phu. Chồng phu. Chồng phu. Phu ấy là bác sĩ. Ồ. Trang phu và thị tử. Tiếp theo nào? Ừ, bình thường sử quan cho sử nó. Là gì ạ? Bình thường bà thích là gì? Rồi. Của bình thường sử quan trang phu. Nghĩ sử quan tả sử mất chiều. Nghĩ sử quan tả sử mất chiều. Cái cơ chơi đi bằng gì? Của sử quan tả sử mất chiều. Rồi. Thế là không? Chưa thấy đây sư lý mạng cơ mà. 这台电视是你买的吗? 来呀? 这台电视是你的买的吗? 自己的? 来来来,拧拧 这台电视是你买的吗? 是你买的吗? 是你买的吗? 哦,来呀? 这台电视是你买的吗? 嗯 Dịch phải trả lời được chứ? Nào, đỡ thời gian em nhiều lắm. Mấy trăm câu cơ. Nhanh em vào lâu lại. Cái gì này là bạn mua được không? Rồi. Trả lời nào nhanh em tự chủ động trả lời đấy. Sư của mãi tờ. Sư của mãi tờ. Rồi. Lý sĩ khoa thi đi nè. Lý sĩ khoa thi. Đồ dịch nào? Bạn có thích nghe nhạc không? Rồi. Tôi chỉ qua chắc cơ mà muốn hỏi chỉ qua chắc cơ bạn rồi nào nghĩ mấy thiên cháu sao chỉ tiền chỉ khó mà tôi mỗi ngày bạn mỗi buổi sáng bạn như vậy như mấy giờ rồi muốn mấy thiên cháu sao chỉ tiền chỉ khó tôi tiếp theo nào ta sôi rồi mà ủa ta sôi rồi mà anh chị ạ对，开始了。对，你今天几点上课？我今天八点上课。对，你们没和老板呢？一号。对。你几点下课？你几点下课？大姐。没在我班上。对，没在班上好。这边。 找到呢？我上班七点下课，走，接下来呢？你平时几点起床？平时没有人。我平时七点起床。
Sao vậy? Mình bình thường chỉ tiện suy cho à, bình thường bạn đi ngủ mấy giờ? À, Tôi có thể xin lỗi tớ sửa chi không? Có thể. Có thể được không? Nào trả lời xếp có được không? Nói câu cả trả lời cả câu chị nghe thế nào? Mình có thể. Tôi có thể chia lỗi tớ sửa chi mà? Câu trả lời là gì? Đúng, rồi, mình có thể chia lỗi tớ sửa chi cả câu mà. Các bạn nào chị nghe thế nào? Mình có thể chia lỗi tớ sửa chi. Rồi tiếp theo nào? Trả lời luôn cho đỡ mất thời gian nhé. OK, rồi. Mình đã sử dụng khoa mà sử dụng sao? Không có chứ. Chả nói đâu, chả nói đâu. Mình sử dụng khoa mà. Nói to lên Thủy ơi, chị nghe với. Mình đã sử dụng khoa mà sử dụng 0889-111-898. OK. Có thể chứ? Có thể gì? Có thể chứ? Có thể chứ? Đi xe đi. Đi xe không? Đi xe. Đi xe đi. Đi xe đi. Sổ chi. Có thể cho mời bố của bạn không? Nào. Nhìn đi xe không có gì cố gắng mà em cố gắng nào. Cố em có thể mượn bố của bạn một chút được không? Thấy chưa, cũng có mấy chữ thôi nhá. Cố gắng nào, nào trả lời chị nghe xem nào. Could you share with me? 听说你要参加足球比赛，你有多少码？我的鞋子是多少码？对，我的鞋子是八，我的鞋子码是。 giày đi cỡ bao nhiêu số xong mới đến mã? Tôi có xế sự 33 mã. Rồi, 33 mã. Tiếp theo nào? Thêm chúa thì nhau tham gia chú chiếu bị sai. Rồi, thêm chúa thì nhau tham gia chú chiếu bị sai là gì ạ? Nghe nói bạn muốn tham gia thi đấu chú chiếu là gì ạ? Chú chiếu là bóng đá nhá. Tôi muốn tham gia 足球比赛，有对上了。可以。啊，查到了，查到了，好。我要参加足球比赛。对，好了，是，来来来，来。有对上。我要参加。我要。我要参加足球比赛。有，有对上了，红子。 可以帮我注意一下吗？做，
做可以帮我做一下吗？啊，对，做，做你们做的工。做我的了呢？不好意思，我没有空。哦，我有空。你可以帮我一个忙吗？那我跟小黄妹妹讲来了，我也没有时间呀，没有空了哦，陈婶。然后伊讲，伊然后伊看不到账户的邮件，给你讲来呀。不好意思，我没有时间。呀，时间不够，或者没有空了，表。陈婶，咋啦？我陈婶。娘，那我问一下呢？你可以帮我一个忙吗？我一个忙呀，一个忙后来你进来，不要不空呀。刚才，现在我很忙，所以我不帮你。不可以，我不可以帮你。帮你，各位，是说你忙不忙？我在哪里办公？对，直播，我很忙。你直播什么时候有空？我周末没有空。什么时候有空？对，不对，大姐。别管他，又打我了。Dịch là gì? Dịch là câu trả lời nữa. Nghỉ chưa có sống sớm không? Cũng tuần này lúc nào bạn này? Rồi, câu trả lời với em là gì? Dịch cả câu trả lời nữa. Mấy ổng không? Cuối tuần này cũng không? Rồi, tiếp theo nào? Nghỉ chưa sống mau mà? Bỏ bố sơ sống mau mà? À, sống mau. Nghỉ sơ sống mau mà? Bạn là đúng chút phải không? Tiếp theo nào? Nghỉ chưa tiên, đây không? Quá hẳn đây. Quá chinh tiên. Hẳn lây đã bảo trả lời, có cả chủ cũng bị ngư rồi các bạn. Dịch lại chị biết thế nào? Không. Sao mình cứ bị gặp như thế? Chị biết là có câu trả lời rất là ngắn gọn rồi, nhưng trong sách nào đúng không? Nhưng bây giờ là mình giao tiếp, sau này mình sẽ nói chuyện với những người mà hơn tuổi mình rất là nhiều. Thế là mình không thể trả lời là khẩn lệ. Mỗi câu trả lời rất là cộng lốc đúng không? Bố hẳn lên. Nhưng mà hỏi chi nhiên khẩn lệ thì mình sẽ trả lời theo đúng. Như kiểu hồi trước mình học, kiểu học hơn nữa. Là mình phải trả lời vì sao khi nào đáp án được coi là đáp án full. Thì mình phải trả lời lại những cái từ mà câu hỏi đã như thế nhá. Rồi mà nhà nào, nhất là bây giờ mình còn đang học nữa. Thế là nhà ơi. Bảo bố lê bố lê. Bảo bố lê bố lê là gì ạ? À, chạy bộ cũng mệt không? Rồi, tiếp theo nào? Bảo bố khẩn lệ. Rồi. Nếu mà chứ mơ lợi. Bạn mua cái gì rồi? Bố mà. Lơ. Bạn mua cái gì rồi? Thì mình nhấn mạnh lại. Bố mà lơ. Bố mà lơ. Đi chen chân sản. Rồi. Chú tiên bị chú sở mơ lợ. Chú tiên của chú cơ chỉ. Rồi. Dịch. Chú thế, hôm qua bạn làm cái gì rồi? Hôm qua tôi đi mua gì? Rồi. Trong cơ, trong mua thì chưa sớm mơ lên. Rồi. Cuối tuần trước bạn làm gì rồi? Trong cửa sau mua, của Hân, Hống Lâu, Truy, Trao Sơn. Dịch. Cuối tuần trước bạn làm gì rồi? Trả lời có gì cả câu trả lời nữa. Cuối tuần trước tôi cùng bạn đi siêu thị rồi. Rồi, ok. Ví dụ vui sinh không? Ví dụ vui sinh. Rồi, Dịch. Bạn có vui chết không? Bố có vui chết vui sinh không? Tôi có thể xin vui chết của bạn không? Rồi. Mình có vui chết của tôi vui sinh. Nghỉ chơi chim chẳng nhau. Gần đây bạn cảm thấy. Gần đây bạn như thế nào? Hỏi về tình trạng gần đây của bạn. Tức là bây giờ giờ này thế nào? Như kiểu cô như kiểu giờ này thế nào? Giờ này vẫn ổn, công việc vẫn thuận lợi, học viên.
Còn nếu như bạn cảm thấy như nào, để chơi đi, để chơi chị chuyện tờ chuyện tờ chở với nhau, hay là bạn cảm thấy như nào nhá. Còn đây là để chơi chi chở với nhau, thì trả lời là của chữ chơi chi. Hẳn hảo, phê chó hảo. Đối, câu chua, công chua, khẩn, cơ lị. Công việc rất là khẩn lợi, chỗ tiếp theo nào. Nghỉ trên thiên sư trở mưa lái. Sư, sư, sư. Sư trở mưa lái, sư trở. Rồi, nghỉ trên thiên sư trở mưa lái. Trên thiên, u, mặt. À, của trên thiên treo sư lại. Treo sư. Treo sư là sao treo sư? Treo sư lái. Em không ngồi xe đúng không? Không gọi xe. Gọi xe hay là sư? Đá trượt. Đá trượt. Đá trượt lại. Rồi. Tiếp theo nào? Thinh sơ, nghỉ châu mua truy cung nguyễn quán mạng. À quán luôn. Rồi. Vậy, của châu mua truy cung nguyễn quán lâm. Trả lời, à đọc gì nào? Nghe nói. Nghe nói cuối tuần bạn đi chơi công viên. Rồi. Đúng. Cuối tuần tôi đi chơi công viên. Rồi, tiếp theo. Nghỉ hơi 你会做什么菜？文静。那个，那个，啊，我会说炸醋鱼，啊，土豆腐。哎，我，我会做给文静。啊，这两个工作这两个，感受什么？这个，读书。哎，我，我 OK， 那俺怎么样？你会做中国菜吗？我会的，我们那里用过。Rồi, bạn biết nấu món ăn Trung Quốc gì không? Bạn biết nấu món ăn Trung Quốc gì không nhá? Ma là không nhá, đúng không? Là gì ạ? Của mình ý xem. Ý xem trước, ý xem sau. Của khôi ý xem đúng chứ? Tôi biết nấu một vài món. Mình học cái từ ý xem rồi đúng không? Không phải ý xa. Ý xa là một chút nhưng mà mang nghĩa về thời gian mà. Đúng không? Của khôi ý xem. Hoặc là từ từ, hoặc là bổ khuê, y đến điểm, biết một chút nhá. Một chút đấy mới về về các còn ý xa là về thời gian mà. Một chút về thời gian mà. Y điểm đến điểm. Ờ, bổ khuê y đến điểm, cũng được. Thì ai nói là bổ khuê. Hai điểm đi cạnh nhau. Ừ, bổ khuê y, thực ra là bổ khuê y điểm. Nhưng người ta hay nói cho khổ cũng là bổ khuê y đến điểm, biết một tí, một ít đấy. Hoặc là bổ khuê y đến điểm, đến điểm, đến điểm, điểm là chỉ biết một chút đấy. Nghe người ta hay chiêu như vậy. Rồi, hoặc là quên quên chuỗi chia nhá, biết làm.